Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Người hệ Thống. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tập 228 của truyện xuyên không ngược về thời Minh. Nhưng trong đó có một vài quan viên đã đầu phục Ninh Vương. Chỉ đợi Ninh Vương cởi binh. Khi binh mã đến khu vực quản hạt của Y thì sẽ nổi ứng ngoại hợp, phối hợp thành một phe phản tạc cùng tạo phản hoặc là quan viên vi phạm pháp luật cho Ninh Vương rất nhiều thuận lợi. Ví như Nam Chấn Phủ Ti Tiền Ninh đã từng đánh cắp bản vẽ nghiên cứu chế tạo pháo Phật Lan Cơ cho Ninh Vương khi bị ông ta lấy lợi dụ dỗ. Những quan lại như vậy phải nghiêm trị theo pháp luật. Dưới sự khuyên giải của Dương Lăng chính đức hạ cơn giận, y dặn dò Dương Lăng tiến hành chỉnh sửa phân loại các quan viên được ghi chép trong sách. Việc này mặc dù giữ kín không nói, nhưng nhất định phải bí mật tiến hành xử trí. Có những quan viên phải từng bước giáng chức, có những quan viên tuy chưa nổi loạn nhưng lại có quan hệ mật thiết với Ninh Vương trong tay lại nắm trọng binh thì phải điều động chức vị vì lý do an toàn ngoài ra còn phải trừng trị theo pháp luật những quan viên đã vi phạm hình luật dương lăng cẩn thận phân loại cho đến đêm khuya những quan viên được đề cập đến hoặc ít hoặc nhiều thật sự quá nhiều ngay cả đại học sĩ dương đình hòa cũng từng nhận hậu lễ của ninh vương nếu làm theo phương pháp liên đới của trung nguyên trương thì vì đại học sĩ này e rằng cũng phải đầu rơi xuống đất sao chạm cả nhà bây giờ tuy chính đức hoàng đế sẽ không dùng phương pháp tàn khốc như vậy nhưng nghĩ cũng biết đợi khi cục diện trong triều ổn định lại một chút thì dương đại học sĩ chắc chắn sẽ bị trục xuất khỏi nội các đổi thành một chức quan nhàn hạ dương lăng tâm tình phiền muộn hắn khóa kỹ những tông quyền đã sửa sang lại nhất thời không ngủ được liền đầy cửa phòng ra ngoài không khí ban đêm trong trẻo lành lạnh bầu trời đầy sao lấp lánh dương lăng chắp tay sau lưng chậm rãi thong thả bước dọc hành lang cách mấy bước dưới hành lang lại treo một chiếc đèn lồng trong gió đêm chập chờn trao đảo trong phủ tiên sư ngoại trừ nơi hoàng đế ở không có sắp xếp cảnh vệ cố định ra thì binh lính tuần tra bên ngoài thì ba bước một cương năm bước một tiêu vô cùng nghiêm mật Dừng lăng đi đến góc hành lang ngửa mặt nhìn ánh sao lấp lánh trên bầu trời thầm nghĩ khắp chiều dã sắp xảy ra một loạt thay đổi nhân sự khẽ thở dài một hơi hiện giờ hoàng đế tuần du bên ngoài việc này không thể lập tức xử trí nếu muốn giải quyết ổn định nguy cơ nhân sự này trước tiên phải đợi hoàng đế trở lại kinh sư trở lại trung khu quyền lực của thiên hạ ở trong sự bảo vệ của đại quân mấy chục vạn người của kinh doanh tiếp đó hoặc là không làm muốn làm thì phải nhanh chóng giải quyết như xét đánh để tránh những quan viên tay nắm trọng binh chó cùng rứt dậu mà lại xảy ra chuyện dương lăng đang nghĩ ngợi đột nhiên bóng đen lóe lên nơi khóe mắt dương lăng định thần nhìn lại chỉ thấy một bóng người mảnh khảnh vội vàng đi qua hành lang dài gấp khúc bên cạnh giả sơn bên phải quay đầu lại lướt nhìn lúc này mới vội vã tiến về phía trước khi nàng ngoái đầu nhìn lại ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu rọi lên mặt nàng Dương Lăng nhìn thấy rõ ràng chính là tiểu thiên sư Trương Phù Bảo trong tên nàng hình như còn bưng cái gì đó. Lòng hiếu kỳ của Dương Lăng nổi lên, tiểu cô nước này đêm hôm khuya khoát không ngủ lại lén nút làm gì đây? Dương Lăng lập tức xoay người nhảy qua hành lang, thật cẩn thận đuổi theo trong bụi cỏ. Hắn đuổi theo đến một cửa tròn, nghiêng người ngừng lại một lát ở cửa, sau đó lặng lẽ thò đầu nhìn vào bên trong. Thấy Trương Phù Bảo đi đến trước một tòa điện cát, lại cẩn thận quay đầu lại nhìn, sau đó cẩn thận đẩy cửa phòng lách người đi vào phủ thiên sư được xây dựng theo quy cách của vương phủ các viện lớn nhỏ liên kết tầng tầng liên miên kể nhau rất nhiều phòng ốc dùng để tế tự thần linh hoặc là dùng khi cử hành các loại nghi thức quan trọng bình thường đều không dùng đến dưng lăng thẩm nghĩ nửa đêm nửa hôm một tiểu cô nương như nàng ta chạy đến đây làm gì tuy nhiên dù sao người ta cũng là chủ nhân nơi này bản thân mình là một đại nam nhân lén nút đi theo có nhiều điều bất tiện Dương lăng đang do dự có nên đi theo xem đến cùng không thì đột nhiên một suy nghĩ này ra trong lòng Chẳng lẽ nhà đầu kia động đồng xuân, bị nam nhân nào đó hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, nửa đêm nửa hôm chạy đến đây lén lút hẹn hò với gã? Chẳng là tiểu đạo đồng từ phong kia? Không đúng không đúng, từ phong không phải là người trong phủ thiên sư, bây giờ hoàng thượng đang ở đây, cho dù gã có bản lĩnh lớn như trời cũng không trà trộn vào được. Vậy chắc chắn là nam tử trong phủ, trong phủ ngoại trừ trương thiên sư thì toàn là nô bộc hạ nhân. Tiểu nhà đầu này, dừng là nghĩ đến đây cũng không nhìn được nữa, hắn lập tức vừa vàng nhảy ra khỏi nơi ẩn thân, chạy đến trước dân đầu các kia nghiêng tai nghe ngóng trong đó không có đồng tĩnh cũng không nhìn thấy ánh lửa xem ra hẳn là tiến vào gian phòng phía sau rồi dương lăng rón ra rón rén đẩy cửa phòng ra thò người vào phòng đang muốn đánh giá khắp nơi một phen đột nhiên phía sau cửa lóe lên một bóng đen dương lăng cả kinh đang muốn rút người lui về bóng đen kia nâng tay ném ra khói mê dương lăng người được chỉ cầm tới đó choáng váng liền ngã đập đầu xuống anh chàng tĩnh lặng như dương mộng vầy lên mặt đất bóng đen kia lặng lẽ cúi người xuống đôi mắt trong suốt lấp lánh giống như ánh sao trên trời hơ hóa ra là tên này hù chết ta rồi còn tưởng là ca ca đổi theo chứ cái miệng nhỏ nhắn của trương phủ bảo nhếch lên lầm bầm nói tên thối ta này đêm hôm khuy khuất không ngủ lén lút theo dõi ta làm gì nàng nghiêng đầu ngẫm nghĩ liền ngồi xổm người xuống kéo lấy hai tay áo của dương lăng giống như đang kéo một con chó chết mà đi ra sau điện dương lăng từ từ tỉnh lại kinh ngạc phát hiện bản thân mình đang ở một nơi xa lạ bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng nước suối róc rách trong phòng chập chờn thấp thoáng hồng quan hình như cách đó không xa có một bếp lửa đang cháy sau đó phát hiện chính mình đang nằm trên một cái đài đá lạnh lẽo trên người bị trói chặt bằng dây thừng Dân lang kinh hãi cố sức nghiêng đầu nhìn xung quanh chỉ thấy phía bên phải quả nhiên có một thứ giống như bếp lò phía dưới lửa cháy hừng hực bên trên đặt một thứ giống như là đình đồng không lớn lắm chứng phủ bảo ngồi ở trước lò tay nâng cầm dường như đang đợi đình đồng kia sôi lên rồi mở nồi ánh lửa đỏ rực chiếu lên gò má xinh đẹp của nàng không nhuận như hoa đào hàng lông mi chớp chớp thật dài kia giống như cũng được nhìn thấy rõ ràng vậy dương lăng không kịp nổi kêu lên này phù bảo mỗi chói ta lại làm gì mỗi làm gì ở đây mau thả ta ra trương phù bảo nghiêng đầu cười nói người đã tỉnh nàng nhảy dựng lên đi đến bên cạnh dương lăng nhìn hắn từ trên xuống dưới cười hì hì người nửa đêm nửa hôm không ngủ mà theo ta làm gì người có ý đồ xấu xa gì dương lăng nước mắt nói mấy ngày nay ta ngủ ngày quá nhiều rồi nhất thời không ngủ được đang ngắm trăng nhìn sao trên hành lang nhìn thấy mỗi thần thần quỷ quỷ trong nhà của mình còn từng dòng mùa nửa đêm đi gặp tình lang sợ muội bị người ta lừa gạt nên mới đuổi theo chứng phủ bảo đỏ mặt gắt gỏng nói sẽ cái đầu quỷ ngơi ta là người tu đạo làm sao mà không chịu nổi như người nghĩ chứ dương lăng cười khan nói thiên sư cũng là người tu đạo lại còn không phải thấy tiếp đầy nhà sao muốn phái muội không cấm thành thân ta làm sao biết nửa đêm nửa hôm muội chạy ra đây làm gì chứ Trương Phủ Bảo dựng thằng ngón trỏ lên, cẩn thận nhìn khắp nơi, nói nhỏ, nhỏ tiếng một chút, ngươi đừng quấy rầy ta, ta cẩn thận nghiên cứu rồi, hẳn là do không nắm vững tốt thời gian, bây giờ rất vừa vặn, đợi ta làm xong rồi lại nói với ngươi tiếp. Nàng nói xong lại kéo một cái hộp nhỏ từ trên bể đá xanh qua, chắc là đồ mà nàng làm cầm đi suốt cả đường. Trương Phủ Bảo mở hộp ngay trước mặt Dương Lăng. Dương Lăng liếc nhìn sang chỉ thấy trong đó đặt đầy bình bình lọ lọ, còn có mấy thứ như là nến, lưỡi dao sắc nhọn. Nhìn nụ cười bí hiểm trên mặt Trương Phủ Bảo, Dương Lăng không khỏi bị giật mình. Không biết sao trong đầu lại hiện lên một bức tranh quỷ dị, một thiếu nữ xinh đẹp chân mang giày bốt cao gót, trên đôi đùi mượt mà trắng nõn mặc một chiếc quần đùi bó chặt cặp mông tròn, lộ ra da, da thịt, bên trên mặc áo da tím, một tay cầm nến, một tay cầm roi dài, giống hình tượng một nữ vương cao ngạo. Dương Lăng căng thẳng nói: "Muội muội muốn làm gì?" Trương phủ Bảo không kiên nhẫn liều hắn một cái nói: "Là nữa sẽ nói tiếp với ngươi, bây giờ đừng quấy rầy." Nàng châm ngọn nến, bày mấy chiếc bình lớn nhỏ có dán nhãn lên bàn đá, cầm từng bình lên nhìn, đặc ý nói: sớm biết thì đã dùng mấy dược liệu mà cha để lại này rồi toàn bộ đều được nghiền nát pha thành thuốc sẵn rồi giảm bớt không ít công sức của ta dương lăng không hiểu ra sao cả nhìn nàng chỉ thấy trương phù bảo chọn lựa mấy lọ thuốc cao từ trong đó ra sau đó kích động chạy đến bên lò lửa đầy nắp bình ra bỏ cái gì đó vào trong chờ nàng làm xong rồi lại đậy nắp lại một lần nữa lại châm thêm lửa dưới đáy lò lớn hơn lúc này mới quay lại vỗ tay cười nói thời gian vừa vặn lần này nhất định có thể thành công dương lăng hơi hiểu ra nói muội đang luyện đan ở đấy Trương Phủ Bảo khen, thông minh. Dương Lăng ngạc nhiên nói, dù là mọi muốn luyện đan lúc nửa đêm cũng đâu cần phải lén lén lút lút, không mang theo một người bên cạnh. Tuy nói là đang ở trong phủ nhưng mà nửa đêm nửa hôm cuối cùng cũng có chút không hồn thoại. Trương Phủ Bảo lườm hắn một cái nói, ngươi biết cái gì? Thứ mà ta luyện chế là bất lão đan, có thể đắc đạo thành tiên, biết không hả? Nhưng ca ca không tin phương pháp bí mật này của ta. Dược liệu của huynh ấy đều tiếc nuối không cho ta dùng. Bây giờ huynh ấy hồi phủ rồi, để huynh ấy không phát hiện ra, ta chỉ đành bỏ qua phòng luyện đan không dùng mà chạy đến đây luyện đan dương anh dở khóc giờ cười nói vậy muội cũng đâu cần trói ta lại chứ trên bề đá rất là lạnh mau thả ta ra đi ta sẽ không nói ra ngoài đâu trương Phụ bảo nghiêng khuôn mặt xinh đẹp nói không được nếu ngươi làm hỏng đại sự của ta thì sao bây giờ người đã đến đây thì cũng coi như là duyên phận lát nữa đợi khi ta luyện đan xong thì sẽ cho ngươi dùng trước người dùng đan rồi thì ta sẽ thả ngươi ra dương lăng ngạc nhiên tiên đan mà muội vất vả luyện chế sao lại muốn để ta ăn chứ hắn nhớ lại hồng hoàn mà hoàng chị đến dùng thì không khỏi dãy dụa nói ây ây ê, ê mau thả ta ra ta không muốn thành tiên gì đó đan dược của muội không chắc sẽ luyện thành cái gì nữa đừng có hại ta trương phủ bảo vội an hủi: đắc đạo thành tiên nào có dễ dàng như vậy đương nhiên phải trải qua thí nghiệm lần nữa rồi người yên tâm đi dược liệu mà ta lấy đều là dị bảo chân quý hiếm cho dù không luyện thành tiên đan thì cũng không có hại cho người đâu lần trước hẳn là do ta tán nhuyễn đan dược lại lấy nước nửa sôi nửa không quấy cho người ăn nên mới làm hỏng bụng lần này ta quyết không phạm cùng một sai lầm đâu dương Năng vừa nghe vừa phẫn nộ nói cái gì lần trước ta bị hỏng bụng là vì ăn ăn dược của mội sao không ăn ta cũng không ăn nữa suýt chút nữa là ta ăn chết rồi chuyện của mội quyết sẽ không nói ra được chưa Mọc thả ta ra đi trương phủ bảo lỡ miệng khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên vội cười khan nói ta cũng chỉ sai sót một lần thôi mà người đã cứu mạng ta ở tô châu lần này ta mời ngài ăn thử đan dược chưa nếu là người tầm thường ta sẽ không nỡ đâu đừng sợ đừng sợ ngoan ngoãn nghe lời đi dương Lăng giờ khóc giờ cười nhưng cho dù hắn có uy hiếp dụ dỗ thế nào trương phủ bảo chắc chắn không chịu đồng ý thả hắn ra qua một hồi thế lửa hừng hực hẳn là đã đến thời khắc mấu chốt của luyện đan trương phủ bảo vội vàng chạy về nhìn chăm chú bếp lò không ngừng điều tiết độ lửa căn bản không thèm trả lời dương lăng dương lăng cũng chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi thừa lúc này hắn đánh giá khắp nơi lúc này mới phát hiện gian phòng này xây dựng theo địa thế nửa nhân tạo nửa thiên tạo một nửa bên trái dựa bờ núi một dòng nước suối dốc rách chảy vào một cái hồ nước nhỏ dùng đá tảng mà xây thành sau đó lại không biết chảy tiếp tới đâu phòng hốc khá đơn sơ xem ra là gian phòng chuyên dùng để điều chế đan dược qua hơn nửa canh giờ trương Phụ bảo tắt lửa trong phòng chỉ còn là ánh nến chiếu sáng yếu ớt dương lăng lo lắng đề phòng hỏi muội luyện xong rồi trương phù bảo cũng không quay đầu lại nhìn chăm chăm vào lò luyện đan không xác định nói à, hẳn là không sai biệt lắm nàng chờ một lát đợi khi lò luyện đan nguội một chút thì mở nắp lò lấy trong đó ra một cái mâm đào vội vàng chạy đến bên cạnh giường đá quan sát dưới ánh nến rừng lăng cũng chừng to hai mắt nhìn sang nhìn một hồi thì hoài nghi nói phù bảo mỗi xác định thứ mà mụi bỏ vào là đan dược chứ tại sao thoạt nhìn giống như là trứng trần nước sôi vậy trương phù bảo những hàng mi xinh đẹp lấy làm lạ nói không nên nhà cho tới giờ cũng chưa từng xuất hiện chuyện lạ như thế này ăn dược sao lại như vậy chứ nàng lấy ngón tay cẩn thận sờ sờ mềm mềm có trắng có cứng thật sự chỉ giống như là trứng trần nước sôi bày ra trong mâm vậy vẫn còn nóng khoảng sáu phần trương phù bảo cười khan nói hay là càn khôn thần đan vốn dĩ có hình dạng như thế này dương lang vừa thấy ánh mắt nóng lòng muốn thử của nàng nhìn sang mình thì vội vàng nói không ăn không ăn ta không ăn muội muốn ăn thì tự mình ăn đi ta không muốn làm thí nghiệm cho muội nữa ừ. trương phù bảo lại tay nhanh mắt thừa dịp hắn tao tao bất tuyệt mà thuận tay khua lấy một viên trứng trần nước sôi nhét vào miệng hắn cười nói ai bảo ngươi không ngoan ngoãn ngủ chạy đến xem ta luyện đan chúng ta luyện chế đan dược vốn nên có người thử dược ngươi thật sự cho rằng thần nông thử trăm loại cỏ sao nếu tự mình ăn thì làm sao ghi chép quan sát tình hình sau khi dùng thuốc chứ dược liệu này thật sự không phải độc dược ngươi yên tâm đi nếu thành tiên thì chưa có quên công lao của ta thì được rồi vật kia vừa vào miệng thì tan ra mềm xốp ngọt ngào từ lâu đã trôi tuột chúng rồi cho dù là vừa rồi trương phù bảo không che miệng hắn lại thì cũng không phun ra được dương lăng oán hận nói thành tiên nếu ta thành quỷ thì nhất định càng không quên công lao của muội cả ngày lẫn đêm đều sẽ đi theo muội trương Phủ bảo sợ hãi con rột vai lại vội vàng nói đừng nói nữa đừng nói nữa thật là dọa người mà bây giờ ngươi có cảm giác gì ta làm gì có cảm giác gì uhm. dương lăng nói được nửa thì căng thẳng lên mau tả ta ra mau tả ta ra ta ta muốn tiêu chảy nữa hả trương Phủ bảo kinh hãi ảo não nói ngọc điệp chân kinh này lẽ nào thật sự là bằng môn tả đạo sao dược liệu bổ dưỡng như vậy mà sao lại luyện thành thuốc sổ chứ dương lăng cả giận nói muội mau thả ta ra bằng không bằng không thì muội phải thu dọn phòng này đó trương phủ bà vừa nghe khuôn mặt đỏ bừng vội vàng cởi dây thừng cho hắn đỏ mặt nói đi mau đi mau đến cuối kẹo phải chính là nhà sĩ, đi mau đi mau đi đừng làm ô hết phòng luyện đan của ta dương lăng ngồi dậy cười ha ha đắc ý nói nhà đầu thối ngươi tôi tác còn nhỏ không hiểu cái dám gì còn luyện đan thành tiên cái gì chứ bị lừa rồi chứ gì ta cần bản không làm sao cả không làm vậy thì nhà đầu ngươi chịu thả ta ra sao Trương Phủ Bảo nghe thấy thì vừa tức vừa giận, dậm chân nói: Dù sao thì ngươi ăn rồi cũng không có chuyện gì, ngươi coi như ăn trứng trần nước rồi thật là được rồi. Sau này ta không tìm ngươi từ dược nữa là được. Nhưng ngươi không được nhắc với ca ca ta đó. Ngươi, ngươi, sao lại dưng mất hồ nhìn ta chằm chằm chứ? Trương Phủ Bảo có ý đùa cợt nhưng mà ánh mắt dâng lăng quá dọa người, nàng vẫn không kiềm lòng nổi mà lùi về sau một bước. Chỉ một lát sau mặt dâng lăng giống như là tô son vậy, đỏ bừng bừng, hai mắt sáng đến dọa người. Trương Phủ Bảo no sợ nhìn hắn, lo lắng đề phòng. Ngươi, ngươi có cảm giác gì? sẽ không tiêu chảy nữa chứ. Dược liệu mà Trương Phủ Bảo sử dụng chính là vật bồi bổ bồ liệt dương cương dược tính nóng khô. Hơn nữa dược liệu mà nàng lấy từ chỗ ca ca đã dùng sạch rồi. Mấy bình bình lọ lọ hôm nay dùng đều là dược vật mà nàng lén cậy hộp thuốc của cha nàng để lại lấy ra. Những dược vật này đều là do thiên sư thế hệ trước tinh luyện ra, dược tính mạnh hơn gấp mấy lần lúc trước. Thiên sư có thể tiếp 6 phòng, trong những dược vật này có mấy thứ là dược vật có tính trợ dương. Lúc trước vì để che giấu tai mắt, sau khi tinh luyện xong dược cao thì tùy tiện dán lên tên của những dược liệu khác. Thuốc chân chính bỏ trong đó là gì thì chỉ có bản thân ông ta mới biết. Trương Phụ Bảo không biết mà lấy chúng ra dùng. Thuốc đại bổ dương cương công hiệu cao gấp mấy lần, thêm mà dược vật có tính phụ trợ liền biến thành thuốc lang hổ, gần như có thể phá hủy ý chí con người. Trương Phụ Bảo nào biết đầu mối trong đó, nghe hắn nói bụng nóng như lửa đốt, lại thấy hắn mặt mày đỏ bừng giống như là tinh thần tăng lên gấp bội thì không khỏi vừa mừng vừa sợ, nói: hay là lần này thực sự luyện thành rồi thần đan phát huy hiệu lực ta đến xem thử nàng còn nhỏ tuổi trong niềm vui mừng ngạc nhiên lại quên mất nam nữ khác biệt vươn tay sờ sờ bụng dưới của dương lăng trương phù bảo hoàng hốt vội bằng xô đẩy nói ngươi ngươi làm gì vậy mau thả ta ra dương lăng giống như là mãnh hổ vô dê thân hình đơn bạc của trương phù bảo làm sao đẩy ra được hai người quằn quại ngọn đến trên bề đá bị rơi mất một cây trong phòng lại u ám thêm mấy phần hơi thở nóng rực của dương lăng phun lên mặt trương phù bảo dọa cho nàng sợ đến hồn bay phách lạc Trương Phụ Bảo liều mạng dãy dụa kêu khóc nói: người thả ta ra, thả ta ra, ta cũng không dám nữa đâu. Thần trí của Dương Lăng vẫn chưa mất đi, nhưng mà dục vọng mãnh liệt khiến cho ý chí của hắn càng thêm bạc nhược. Trương Phụ Bảo kêu khóc dãy dụa càng khiến người ta phát ra dục niệm mãnh liệt, đặc biệt là thân hình nàng hơi gầy, nhẹ nhàng mềm mại. Dương Lăng thở hồng hộc hồn hển đuổi theo nàng, hai người quấn lấy nhau bên bờ ao, sau đó tỏ một tiếng cùng nhau rơi vào trong nước. Nước suối cực lạnh, nước suối trên núi vào mùa đông càng thêm lạnh thấu xương lần này dục vọng của dương lăng đều bị cuốn trôi rồi hắn dãy giụa đứng lên trong nước cả người ướt sũng có điều đại não bị lừa dục đốt đến mấy thì lý trí đã tỉnh táo lại rồi trương phủ bảo tay chân mềm nhũn bò ra khỏi mặt nước lên đến bờ ao thì cũng không còn sức lực gì nữa nàng bò lên bờ ao rồi thì nhanh chóng lùi đến góc tường hai tay ôm chặt thân mình đạo y ướt đẫm dán sát lên người phần áo trước cực mở ra để nộ lụ hoa vẫn chưa hoàn toàn nở rộ trương phủ bảo buồn lo mà khóc lóc đôi mắt sợ hãi nhìn dương lăng dương lăng tỉnh táo lại rồi Tuy rằng hạ thể vẫn chưa mềm lại nhưng mà lý trí đã khôi phục lại bình thường, hắn nhớ rất rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Lần này hỏng rồi, làm sao đấy? Sao lại u u mê mê mà xâm phạm tiểu thiên sư chứ? Nhà đầu kia mà khóc lóc nói ra, mình chẳng làm gì con mặt mũi mà đứng trước mặt hoàng thượng, trước mặt thiên sư chứ. Dương Lăng đứng trong nước suối lạnh như băng, đầu óc xoay chuyển cực nhanh. Bỗng nhiên hắn phấn nộ hét lớn một tiếng. Cầm mồm. Để tăng thanh thế, Dương Lăng nhấc chân, đá ào một tiếng. Đá nước suối văng ra, Trương Phủ Bảo khóc hu hu, đổi thành tiếng khóc dấm dứt, nàng sợ hãi nhìn Dương Lăng không dám lớn tiếng. Muội nhìn muội xem, Dương Lăng lòng đầy căm phẫn chỉ vào Trương Phủ Bảo, chính khí nghiêm nghị nói. Trương Phủ Bảo ngạc nhiên nhìn hắn, Dương Lăng lào rào lào rào ra khỏi mặt nước, vừa nhấc bồn góc áo vắt nước vừa tức giận nói. Muội mới bao nhiêu, hiểu chuyện gì chứ hả, một tiểu hài tử thôi, tuy nói còn chưa trưởng thành nhưng mà dù sao cũng là thân nữ nhi, không nghe lời huynh trưởng luyện đang dược lung tung gì đó không ngờ lại luyện ra hợp hoan tán hắn tức giận vung áo choàng trương phù bảo bị hù khẽ run rẩy nàng nức đỏ một tiếng càng không dám khóc lên dù gì ta cũng đừng đừng là quốc công mệnh quan triều đình không ngờ lại lấy ta để thử thuốc Lợi như có chuyện gì dù ca ca muội là tiên sư thì có thể bảo vệ đồng muội sao kết quả là nhất định ca ca muội sẽ bị trục xuất mà muội sẽ bị coi như là yêu nghiệt đưa lên quan phủ xét xử cơ nghiệp ngàn năm của long hồ tông sẽ bị hủy trong một chốc ngón tay của hắn đã chỉ lên chóp mũi của trương phù bảo rồi Trương phủ bảo bị hù đến dám sát vào góc tường, không dám rên một tiếng để mặc cho hắn mắng. Dương Lăng thấy nàng đã bị hù rồi, thì thở dài một hơi, chậm rãi nói. Cho dù không có chuyện gì, mội nghĩ xem. Sau khi việc này truyền ra ngoài, hừm, một nữ nhi như muội lại cho ta dùng hợp hoan tán. Cả đời đều bụi hủy, còn liên lụy đến thanh danh cả đời của bản quan nữa. Xin, xin lỗi. Trương phủ bảo nhút nhát nói. Dương Lăng rộng lượng khoát tay chặn lại nói. Sau này muội nhất thiết không được tin tưởng ta ma ngoại đạo nữa tu thành tiên thành vật gì đó cơ duyên đó đối với những cao tăng đại đức chân nhân thành tâm tu chân mà nói là cơ duyên chỉ có thể gặp mà không thể cầu được muội đó thôi đi muội vẫn còn là đứa trẻ chưa trưởng thành lại không gây ra sai lầm gì lớn bản quốc công cũng không so đo với muội hắn dậm chân một cái nói ta sẽ lặng lẽ quay về nơi ở muội thu dọn một chút rồi cũng đi nhanh đi ừ yên tâm đi tuy muội phạm sai lầm có điều chuyện hôm nay ta sẽ không nhắc tới với bất kỳ người nào trương phủ bảo lao nước mắt nói cảm ơn ngươi ta cũng không dám nữa Dương Lăng gật đầu, rất rộng lượng nói: "Biết sai chịu sửa là một chuyện tốt, phu bảo à, muội phải tự giải quyết cho tốt." Dương Lăng dứt lời cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, vòng qua hậu điện đi đến tiền đường, vừa mở cửa điện, ánh trăng trúc xuống cả phòng giống như nước, một cơn gió lạnh ở vào mặt, Dương Lăng rùng mình một cái, lòng thầm thấy may mắn. May mà nha đầu kia còn nhỏ nên hù được, nếu nàng cứ khóc giống lên thì thật sự sẽ gọi người đến, ai tin được lời mình nói chứ. Dương Lăng le lưỡi chạy nhanh như chớp. Mái tóc dài của Trương Phù Bảo rối tung, mặt đầy bọt nước đà bà bị xé tán loạn lộn xộn áo lót thấm nước xuyên qua thịt thật là chật vật khó chịu tiểu phụ bảo sơ sơ mó mó lấy từ trong tay áo ra bộ đạo điền ngọc phiến chuế thành quy báo kia hung hăng đập vài cái lên tảng đá bên hồ rồi ném xuống nước sau đó che mặt khóc dòng đứng lên nước suối vẫn lay động bóng dáng nặng lắc lư trao đảo giữ ánh nến đỏ nhạt kia bị chia thành từng mảnh nhỏ sáng sớm trinh đức dùng bữa xong để gọi dương lăng tới gặp Thật lâu sau mới thấy Dương Lăng để mà lề mề chạy đến, bước đi vẫn còn có chút không thiện, hai mắt đều đỏ lên. Trình Đức lúc này mới nhớ đến chuyện hôm qua, hắn ngã sấp xuống, kinh ngạc nói, Dương Anh, Dương Anh làm sao vậy? Dương Lăng ha hốc miệng nói, hồi bẩm hoàng thượng, hôm qua thần nóng lòng chạy ra ngoài làm chân bị đụng đau cho nên bước đi khập khiễng. Trình Đức bừng tỉnh đại ngộ, y gật đầu, chợt lại hỏi, vậy mắt canh? À, mắt sau, hôm qua sở sang lại quyển sách kia cả đêm, nhịn suốt một đêm cho nên Chính thức cảm động cầm tay của hắn nói, ái khanh cũng chỉ có khanh chịu phân lưu vì chậm như vậy. Y thở dài một tiếng lắc đầu nói, chậm xem quyển sách kia mà trái tim lạnh giá, xung quanh chậm có một vài kẻ a du nịnh hót, có một số kẻ ngoài mặt thì cả ngày bác bỏ quân thượng, buộc tội đại thần, nhìn thì là trực thần chính nghĩa vô cùng, đến cuối cùng ai thật lòng, ai chẳng qua chỉ là tò vè thôi vậy. Y ngồi trở lại ghế trầm tư nói, cả đêm qua chậm cũng đã suy nghĩ rất nhiều, Ninh Vương phản loạn tuyệt đối không chỉ là phản loạn chính mình đơn giản như vậy. Có những vấn đề không giải quyết, không xử lý, nói không chừng lúc nào đó sẽ bộc phát. Nhưng Khanh nói đúng, nước quá trong thì không có cá. Có khi chấm phải già vào hồ đồ, có những chuyện muốn xử lý cũng không thể nóng vội. Ôi, đạo của đế vương nhớ tới thật khiến người ta đau đầu mà. Dương Lăng mỉm cười nói, Hoàng thượng chớ lo âu, Ninh Vương mưu phản, có binh có tiền, như vậy mà còn bị Hoàng thượng dễ dàng tiêu diệt gọn ghẽ, Vậy thì những quan viên địa phương có cấu kết với ông ta thì có thể gây ra nguy hại lớn gì chứ? Hoàng thượng sầu lo chỉ là lo lắng bọn họ bí quá hóa liều, lại phá hoại quốc chính dân sinh mà thôi. Chỉ cần chúng ta không biểu lộ gì, từ từ xử lý thì những tai họa này có thể từ từ triệt tiêu, không tổn thương nguyên khí. Ừm, chính đức hoàng đế gật đầu, giãn mày cười nói. Chấm tuổi nhỏ ham chơi, không hiểu nhỏ lắm về mưu lực quốc chính. Mày quái khanh phỏ trợ, chấm mới gặp chuyện không hoảng. Đúng rồi, Ái Khanh, chuyện của Giang Tây đã giải quyết không sai biệt lắm rồi. Chậm muốn rời khỏi núi Long Hồ hôm nay, chúng ta về Nam Kinh trước, sau đó theo đường thủy trở về phương Bắc. Như vậy chậm có thể đi ngắm tô hàng, được mệnh danh là thiên đường nhân gian, nhìn xem bầu không khí Giang Nam sau khi bị gỡ bỏ lệnh cấm đường biển. Dương Lăng vừa nghe thì không khỏi nhẹ nhàng thở ra, luôn miệng nói. Được được được, vậy thần lập tức đi sắp xếp, chúng ta lập tức rời khỏi núi Long Hồ. Dương Lăng cáo biệt trở ra, lập tức thương lượng chuẩn bị với Đỗ Phủ, bây giờ hắn sợ gặp được trương Phủ bảo nhà đầu kia bị hắn chiếm tiện nghi quá nhiều rồi cũng lớn lên từ nhỏ trong phủ thiên sư đối với chuyện nam nữ thì nờ hiểu nờ không mới bị hắn lừa gạt qua chuyện nhưng mà trong lòng dương lăng hổ thẹn ở lại phủ thiên sư nữa thì luôn cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng dương lăng và đỗ phủ sắp xếp xong xa giá nghi trượng lập tức vội vã quay về phủ chỉ thấy trương thiên sư đang đứng bên cạnh chính đức. dương lăng thấy đại ca của người ta thì hơi chột dạ thấp người cười nói thiên sư lần này đến đây đã tạ ngài thịnh tình khoản đãi lại giúp triều đình bắt được phản loạn không động binh đao mà đã giải quyết xong việc này dương mỗ phải quay về kinh rồi ngày khác có duyên dương mỗ nguyện tiếp đãi thiền sư trong phủ của mình chính đức cười ha ha nói hờ hờ duyên phần đã đến bây giờ rồi trẫm và thiên sư đàm kinh luận đạo có phần tâm đắc đang mời thiên sư cùng đến kinh thành một chuyến để cận kề lĩnh giáo hả thiên sư cũng muốn hộ giá về kinh dương lăng kinh ngạc nói trương thiên sư mỉm cười sao thế quốc công không hoan nghênh sao dương lăng vội hóa kinh thành vui luôn miệng nói dĩ nhiên tốt dĩ nhiên tốt ta và thiên sư vừa gặp như đã quen đáng tiếc rằng lần này gặp nhau nhưng mình bận rộn công vụ cho nên chưa tưởng kết giao nhiều hơn cùng nhau đến kinh thành dĩ nhiên là tốt rồi <laughs> dương đang nói xong thì rất thân thiết hỏi han thiên sư có cần mang theo đồ vật gì không trước tiên có thể dọn vào xa giá ngoài phủ trương thiên sư cười nói ta là người tu đạo một thân một mình không hề vướng bận không có bao nhiêu đồ cả có nhiều vật dụng của xá muội có thể nhiều một chút y hỏi quản gia trước cửa đại tiểu thư đã dọn đồ xong cả chưa dương lăng lại một lần nữa kinh hãi nói ờ lệnh muội cũng muốn theo ngài vào kinh sao trương tiên sư kỳ lạ nhìn hắn một cái thở dài ai đúng vậy xá muội luôn thích theo ta chu du tứ phương chỉ cần nghe nói ta phải đi xa thì nha đầu này luôn cuốn lấy đòi đi theo lần này lại rất kỳ lạ ta muốn đến kinh thành muội ấy lại nói sao cũng không chịu đi theo vậy thì đừng miễn cưỡng nữ hải từ trưởng thành rồi chắc là không thích bôn ba khắp nơi dương lăng tận dụng triệt để vội vàng khuyên can trương tiên sư vội vàng nói không được, không được, nhất định phải dẫn muội ấy theo. Y che miệng nói nhỏ với Dương Lăng. Quốc công có điều không biết. Nhà đầu kia ở nhà càn quấy, đã lén trộm gần hết dược liệu quý hiếm mà ta vất vả sưu tầm được. Lần này đi về mất mấy tháng để mỗi ấy ở nhà một mình, tiêu đạo không yên tâm. Dương Lăng vừa nghe thì á khẩu không trả lời được. Hắn đương nhiên biết nhà đầu kia luyện đan điên đến mức độ nào. Bản thân mình uống tiên ăn của nàng ta hai lần, một lần tiêu chảy sắp chết, một lần rất muốn chết nha. Nhà đầu kia ở nhà luyện dược lung tung, ngẫm nghĩ nói thật hắn cũng không yên tâm chính thức cuối cùng cũng khởi hành rồi đại đội nhân mã rời khỏi phủ tiên sư ngự giá đi ở phía trước trương tiên sư đứng trước cửa phủ không kiên nhẫn nói đại tiểu thư làm gì mà còn chưa ra quản ra đi dục lần nữa đi muội tới rồi không cần dục trương phủ bảo đỏ mắt đi ra khỏi cửa lớn một thân áo xanh đơn giản mái tóc dài buộc thấp phía sau mềm mại lay động rất động lòng người hả mắt của muội làm sao vậy trương tiên sư lấy làm lạ Dương Lăng bên cạnh run rẩy ra đầu, vội xoay người cất cao giọng nói với thủ lĩnh tỷ đệ giám đỗ phủ đang bận chỉ huy ở xa xa. Đỗ công công, ta nhớ ra chút chuyện. Dương Lăng vừa nói vừa vội vàng chạy trốn. Đoàn xe của hoàng đế trùng trùng đều điệp, điệp rời khỏi núi Long Hồ từ phủ thiên sư. Dọc theo lưu khê, phong cảnh như họa mà đi về phía xa. Đoàn xe rời khỏi Long Hồ Sơn, trong lúc đang đi, một thị vệ đại nội áo bà màu vàng vội vã chạy đến trước xe kiệu của Dương Lăng, chắp tay nói. Quốc công, từ công chúa có chuyện muốn gặp quốc cô công. Hử? Dương Lăng sức màn kiệu lên trong mắt xoay chuyển không tỏ vẻ gì rồi nói. Biết rồi, về nói với công chúa ta lập tức qua đó. Dương Lăng hơi chuẩn bị đổi lên một con ngựa men theo đội xe giải ngoằng mà chạy đến trước nghi trượng của công chúa. Hỏi rõ xa giá của công chúa Tường Nhi. Sau đó thẳng người tiến lên phía trước, cất cao giọng Vi thần tham kiến điện hạ. Quốc công mời lên xe nói chuyện. Trong xe truyền ra tiếng nói trong sáng mềm mại. Dạ, vi thần tuân chỉ. Dương Lăng bỏ ngựa, trèo lên xe. Phía ngoài của xa giá công chúa cũng rất rộng rãi, màn che tua vàng buông xuống trước cửa kiệu. Dương Lăng hạ thấp người nói: Không biết điện hạ có gì dặn dò. Lần này bản công chúa Nam Hà đột nhiên nhớ ra là phải mua một số đặc sản địa phương về ba thục. cũng coi như là tận hiếu của phận làm con. Muốn bảo quốc công sau khi về Nam Kinh thì giúp bản công chúa mua một ít đồ. À, mời quốc công vào trong nói chuyện. Bản công chúa muốn mua nhiều thứ lắm, nói chuyện ở bên ngoài không tiện lắm. Dương Lăng do dự một chút nhìn hai thị nữ đang ngồi hai bên trái phải trong kiệu sau đó vén màn kiệu đi vào chỉ thấy công chúa tương Nhi mặc cung nghi màu vàng đoan trang thản nhiên gương mặt xinh đẹp vô hạn vừa thấy dương lăng tiến vào tương Nhi lập tức đổi thanh dáng vẻ tươi cười kéo lấy ống tèo mãng bảo của hắn kéo hắn ngồi xuống tấm đệm gấm màu vàng sáng rộng rãi mình thì nghiêng người ngồi bên cạnh khoác lên tay hắn dương lăng vội vàng thấp giọng nói nàng điên rồi để người ta nhìn thấy đó chu tương nhi khẽ cười nói ai dám tự tiền vào trong này nhìn chứ này huynh nghe muội nói đêm qua người ta nằm mơ thấy huynh đó thật sao dương lăng vừa đáp vừa căng thẳng nhìn trái ngó phải kéo lấy màn cửa sổ nhích nhích mông về phía trước chuẩn bị sẵn tư thế có thể đứng lên bất cứ lúc nào thật sự nha chú tư nhi vui mừng nói gối mặt lên bờ vai của hắn ngọt ngào cong bờ môi lên nhỏ nhẹ nói chuyện thật đẹp nha người ta nằm mơ mà còn cười ra nữa <cười> huynh ở trong mộng thật xấu xa nha Vẻ mặt dương lăng bất đắc dĩ nhìn nàng thấp giọng nói Cô nào nãi của ta, nhát đầu nàng nằm mơ cũng không biết xấu hổ mà chạy đến nói với ta sao? Cẩn thận bị người ta... Ừ, uhm, người ta sẽ cẩn thận mà. Chú Tương Nhi vừa nói, mông nhỏ vừa nhích sang sát sang bên cạnh hắn. Càng thêm thoải mái mà dán lên trên người hắn, cười híp mắt nói. Hóa ra mơ thế nam nhân chính là nằm mơ nha. <laughs> người ta nằm mơ nha. Nàng nhỏ nhẹ dịu dàng nói. Huynh đoán mời nằm mơ thấy cái gì? Mời mơ thấy hai người chúng ta, hình như trở về tứ xuyên. Này, huynh từng có hết nhìn đông là nhìn tây mội mơ thấy huynh bảo người giam lòng muội và phụ vương đại bồng truy đáng chết kia lại sống chết không cho muội ra ngoài chơi mội liền độc ác nói cho dù là hầu gia của các ngươi quay về thì cũng không dám vô lễ như vậy ta phải bảo y quỳ xuống mà liếm đầu ngón chân ta sau đó nha mội mơ thấy huynh thật sự quay lại nhanh chóng nhận tội xin lỗi muội người ta không chịu theo huynh liền quỳ xuống thật sự cởi giày người ta ra mà liếm ngón chân ngứa <laughs> ngứa 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 người ta co chân về huynh lại bắt lấy không chịu thả thật xấu hổ huynh thật xấu xa mà nói là nhận tội lại đã đùa bỡn người ta nàng nói xong thì lại ngọn ngào mà đánh một cái lên ngực của dương lăng vẻ mặt của dương lăng buồn bực nói là nàng nằm mơ chứ không phải ta thật sự đùa bỡn nàng sao ta lại xấu xa chứ vậy sau đó thì sao sau đó sau đó không có gì cả huynh cứ liếm người ta cứ ngứa rồi cười mà tỉnh lại dương lăng trợn mắt một cái chỉ như vậy ừ ta quay về đây Chu Tương Nhi ôm sát tay của hắn lại, chu cái miệng nhỏ nói, mộng này không hay sao? Bây giờ người ta nhớ lại mà vẫn buồn cười. Nói cho Huynh nghe, nhìn xem bản mặt thối này của Huynh, Huynh cũng không cười một cái nữa. Dương Lăng nghe răng cười khan hai tiếng nói, đây là trên xe nha, ta không tiện ở lâu, bây giờ cười cũng đã cười rồi, có thể đi rồi chứ. Chú Tương Nhi đẩy hắn một cái, sẵn giọng Huynh lấy lệ với muội từ từ, khoan đã. muội đang muốn hỏi Huynh, chuyện của chúng ta làm sao bây giờ hả? hoàng huynh có ý hứa gả vĩnh phúc tỷ tỷ cho huynh phòng trường huynh vừa cầu thì huynh ấy nhất định đồng ý nhưng hoàng gia đại minh hứa gả công chúa cho nam tử đã thành thân thì huynh là người đầu tiên nữa huynh ấy có hoang đường hơn nữa e là cũng sẽ không đồng ý để muội cũng gả cho huynh đâu rốt cuộc là huynh đã nghĩ ra cách chưa dương lăng vừa nghe mặt mày nhăn nhó nói làm sao mà để nghĩ ra cách như vậy chứ nàng cũng biết khó xử mà nàng là công chúa mà ta cũng âu sầu làm sao đây bất luận nói như thế nào thì e rằng hoàng thượng cũng sẽ nổi giận nhưng bây giờ như vậy muội gả cho người khác được không Chú tương nhi tức giận nói được trước tiên muội tiến huynh rồi lại gả cho người khác dù sao thì huynh cũng phải nghĩ cách bây giờ có khó hơn nữa cũng chỉ có một đài của hoàng huynh qua được rồi thì gạo đã nấu thành cơm nếu về kinh rồi hừ, huynh xem đi ai của thái hậu huynh qua được chắc ai của văn võ toàn triều huynh qua được chắc muội sầu chết huynh Dương Lăng Linh cơ khẽ động, suy nghĩ một chút rồi nói, đúng vậy. Bây giờ ra ngoài rồi, chỉ cần qua được cửa ải của Hoàng thượng thì không vấn đề gì nữa. Đợi khi về kinh rồi thì danh phần đã định, vậy thì cũng không cần sợ ai nữa. Nàng để ta nghĩ xem. Hoàng thượng, Hoàng thượng, ừ, ta có cách rồi. Việc này vẫn phải rơi vào người vĩnh phúc. Chú Tương Nhi kinh ngạc nói, nói thế là sao? Dương Lăng ghé vào tai nói nhỏ một phen với nàng, chú Tương Nhi giật mình, vậy hả? Lợi dụng sơ hở như vậy là được sao? Dương Lăng mở tay ra nói, Ngoài trừ cách này ra, còn cách khác sao? Tính tình Vĩnh Phúc dịu dàng, tri thư đặt lễ. Nếu chúng ta làm như vậy, nàng ấy nhất định sẽ giúp ta. Sau đó nàng ấy đồng ý rồi, phía hoàng thượng dễ làm rồi. Chú Tương Nhi ngẫm nghĩ một chút gật đầu, sau đó như cười như không nhìn hắn, thân thiết nói. Hai nhà huynh, chú ý quỷ quái thật nhiều, huynh không sợ sau này mọi nói rõ chân tướng cho Vĩnh Phúc tỉ tỳ bảo tía thu thập huynh sao? Dương Lăng cười khan nói. Đó cũng là chuyện của người một nhà chúng ta, cũng tốt hơn là quan hệ hiện nay mà, nếu Tú Ninh giận quá thì bảo nàng ấy chấp hành gia pháp với ta thì được rồi. Gia pháp Dương Thị thật sự rất nghiêm khắc. Chu Tương Nhi cười rộ lên khanh khách. Hai nhà hai nhà. Đến lúc đó Vĩnh Phúc tỷ tỷ hà lệnh muội chấp pháp. Thật à? Dương Lăng nuốt nước miếng, tưởng tượng hai vị tiểu công chúa xinh đẹp bất giác trong lòng rung động. Chu Tương Nhi cắn môi. Híp mắt cười, tưởng tượng đến chuyện bảo hắn nâng bàn chân của mình mà mút lấy ngón chân mềm mại đáng yêu ngay trong mặt Vĩnh Phúc tỷ tỷ, trong lòng nhất thời ngứa ngáy, đầu ngón chân bên trong giày cũng không nhịn được mà co lại. Ngự giá của chính đức trở về Nam Kinh, văn võ Nam Kinh đến nghênh đón, Dương Lăng nhất thấy Tiền Ninh vẫn đứng trong đội ngũ không khỏi âm thầm thở dài. Tiền Ninh này quá tham tiền áo sắc, làm đến được vị trí Nam Kinh cẩm y vệ trấn phủ sứ, cố thủ Giang Nam phồn hoa mà còn không biết đủ. Tiền tài và mi nữ mà Ninh Vương sai người tặng cho đều không chút khách khí mà nhận lấy bỏ túi. Sau đó lợi dụng chức vị mà đánh cắp bản vẽ chế tạo pháo vật Lang Cơ của cục quân khí cho Ninh Vương, mang tội bán vũ khí cho địch, không thể miễn xá được. Lúc trước Ninh Vương bị bắt, đã ôm lấy ý niệm một mình chịu tội không chịu khai ra bất cứ đồng đảng ở nấp nào ông ta thân là tân vương lại không thể dùng hình bức cung khi thẩm vấn còn chọc chính thức hoàng đế nổi giận lập tức ban lệnh trảm thủ ông ta tiền ninh cuối cùng đã yên tâm nhưng gã ngàn vạn lần không ngờ được chính đức lại bắt sống được thế tử ninh vương quay về tiền ninh đứng trong đội ngũ nghênh đón lo lắng đề phòng mà quan sát thần sắc đám người chính đức nhìn thấy thần sắc bọn họ tự nhiên dương lăng nhìn thấy gã cũng gật đầu mỉm cười không có chút khác thường thì trong lòng bất giác cảm thấy may mắn có lẽ thế tử vẫn không biết bí mật ninh vương qua lại với mình đâu như vậy thì có thể vô ưu vô lo rồi có điều thế tử này còn sống thì trung quy cũng là một cái gai trong mắt y bị áp dài đến nam kinh không biết hoàng thường có lập tức xử tử y hay không nếu không thì phải nghĩ cách diệt trừ y sớm một chút bằng không thì cuối cùng cũng là một mối họa trong lòng gã lại âm thầm cơ mưu đồ muốn diệt trừ thế tử ninh vương lại không biết là trên đường chính đức hoàng đế và dương lăng từ lâu đã thương nghị xong cả rồi gã là nhân vật chắc chắn phải bắt chỉ là vì liên lụy quá lớn trước khi chưa trở lại trung khu quyền lực chính đức vẫn không muốn tiết lộ chuyện tìm được danh sách hối lộ từ trên người thế tử ninh vương ra mà thôi lần này chính đức về nam kinh chỉ là muốn đến hiếu lăng cáo biệt thái tổ sau đó liền phải lên tuyển về bắc kinh theo đường thủy vốn không có ý dừng lại lâu ở nam kinh lại không ngờ y vừa mới trở lại nam kinh thì tứ di quán lại trình tâu tin tức nước vật lang cơ ở phía cực tây phái chữ giả đến bái kiến thiên tử đại minh bây giờ đã ở lại 3 ngày ở tứ di quán rồi Trinh Đức nhớ là năm ngoái sau khi Dương Lăng đánh bài đội thuyền của Phật Lang Cơ đã từng nói quốc vương đối phương có ý muốn giao thương mậu dịch với Đại Minh, liền vội vàng tìm Dương Lăng đến thương nghị. Dương Lăng nói sứ thần của quốc vương Bồ Đào Nha đến rồi, liền ra sức khuyên hoàng đế tiếp kiến. Thương nghị chuyện mậu dịch giữa hai nước, Trinh Đức không có ý kiến gì về chuyện này. Dương Lăng nhớ lại phương Tây hoàn toàn không có lễ tiết phải quỳ bằng hai đầu gối, mỗi khi đàm phán với phương Tây thì thường gặp trở ngại về chuyện này, luôn khơi dậy một đợt phong ba lớn lúc này mới có thể miễn cưỡng mà yêu cầu người phương tây hành lễ bằng cách quỳ hai chân tập tục xấu như vậy thực sự không thể thực hiện được hắn hoàn toàn không muốn vừa đấm vừa xoa mà bức bách sứ thần khấu đầu ba quỳ chín lệnh theo hắn thấy đại minh có địa vị trong lòng người tây hay không đều dựa vào thực lực mà nói chuyện còn đại minh là một quốc gia to lớn muốn mưu cầu thì cũng nên mưu cầu lợi ích lớn nhất cho triều đình và dân chúng hành vi ngu xuẩn lấy chế độ triều cống để tốn tiền mua thể diện trong quá khứ nên sớm ngừng lại Liên lấy lý do là lần này sứ thần của quốc gia phương tây đến đàm phán chuyện thông thương chứ không phải là thuộc quốc của đại minh đến tiến cống cho thiên tử có thể không cần hành lễ quỳ của đại minh mà đề xuất ý kiến với hoàng thượng dừng làng lo lắng nhất là chúng quan viên lục bộ đề xuất kháng nghị cho nên từ sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác hoàn chỉnh hắn hoàn toàn không phải là tranh thủ quyền lợi cho sứ thần phương tây mà là muốn sửa lại tác phong quan liêu của triều đình đại minh không trọng lợi ích thực mà lại trọng hư danh bước đầu tiên này tuy khó nhưng bước ra được rồi thì hậu nhân sẽ có căn cứ để tham khảo câu nói kia của Chu Tường Nhi đã nhắc nhở hắn bây giờ hoàng thượng không ở trong kinh đã bớt đi rất nhiều cản trở lục bộ nam kinh không có quyền to thế lớn như lục bộ bắc kinh tương đối dễ đối phó chỉ cần khắc phục được ải này thì đã có tiền lệ để nói theo sau này triều đình làm việc cũng thuận lợi hơn nhiều dương năng không ngờ những quan viên của lục bộ nam kinh còn thiết thực hơn cả quan lại của lục bộ bắc kinh sự việc tiến hành vô cùng thuận lợi mấy lão già của lục bộ Nam Kinh tuy cũng có kháng nghị nhưng Dương Lăng chỉ giải thích một chút thì bọn họ không nói nhiều thêm nữa. Hóa ra sau lưng những quan viên Giang Nam này hoặc nhiều hoặc ít đều dựa vào rất nhiều hà môn phú thương của Giang Nam cho nên thái độ trọng thương của quan viên Giang Nam còn mạnh hơn gấp 10 lần quan viên phương Bắc. Sở dĩ chủ nghĩa tư bản có thể tung bay ở Tây Âu chính là vì sự thúc đẩy của chủ nghĩa trọng thương, đó chính là tiền đề quan trọng cho việc phát triển công nghiệp chủ nghĩa tư bản. Xong Đại Minh thì sao chứ? Lại luôn trọng nông ước thương, Thế cho nên địa tô vay nặng lãi còn có sức hấp dẫn hơn là làm công thương. Lấy những huy thương tấn thương có tiếng tầm nhất kia làm ví dụ, sau khi bọn họ phát tài đều mở rộng đất ruộng, xây dựng hiệu cầm đồ, lại một lần nữa đem khối tài sản kích dù tập trung trong tay mình chảy vào trong sản nghiệp truyền thống, cản trở khả năng của cải chuyển hóa sang sản nghiệp tư bản. Suy nghĩ này đặc biệt nghiêm trọng ở phía Bắc, ở nội lục mà Giang Nam lại là ngoại lệ, địa khu Giang Nam vốn dĩ nhiều thương nhân lớn từ khi cởi bỏ cấm vận hàng hải tới nay dương lăng cậy vào nội xưởng mà tiến hành làm giao thông vận tải các ngành nghề kinh doanh để hình thành lợi ích chung đảm bảo toàn thể lợi ích hùng mạnh này sẽ không bị người ta phá bỏ hắn đã lôi kéo rất nhiều hoàng thân quốc thích ở phương bắc bao gồm cả đương kim hoàng đế bỏ cổ phần vào kinh thương ở phía nam thì do thành khởi vận dẫn đầu trước tiên liên hợp các phú thương hà môn các nơi sau đó dùng bọn họ móc nối thu hút thêm nhiều thân sĩ nổi tiếng và chúng quan lại vào Bây giờ con đường kinh thương theo chế độ cổ phần lợi ích cùng hưởng cùng làm kinh thương cuối cùng đã nở hoa kết trái rồi. Những quan viên của lục bộ Nam Kinh kia cũng đã bị ảnh hưởng thầm tấu hoặc nhiều hoặc ít rồi, thay đổi được tư tưởng quan niệm cổ hủ lạc hậu của bọn họ. Triều Đại Minh vốn có một quy định, quan viên tứ phẩm trở lên không được kinh thương, nhưng bây giờ chế độ này chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Ở trong kinh, chính thức có mở hoàng điếm, đám huân thích thư thành quốc công, Vũ Đình Hầu, Thọ Ninh Hầu đang làm kinh thương. Đám quan viên tuy lè lè lút lút không dám đường hoàng nhưng thực ra cũng đa phần kinh doanh một vài vụ làm ăn đến giang nam thì càng có nhiều quan viên làm kinh thương đặc biệt là có nhiều quan lại từ tứ phẩm trở lên bao gồm cả những quan viên nhậm chức ở kinh thành đã về hưu đều mở nhiều cửa hàng xưởng chế tác vận chuyển đường biển vận chuyển đường bộ rất đa dạng bọn họ có môn sinh bạn cũ trong quan trường có bạn tốt đồng lưu lại bị ảnh hưởng và thẩm thấu thông qua bọn họ tư tưởng của người giang nam đang bắt đầu mở rộng hơn bắt đầu nảy sinh sự thay đổi nghiêng trời lệch đất cho dù thứ này là vô hình không nhìn thấy được không sờ thấy được dương lăng vô cùng hoan nghênh chuyến đi này của những người phương tây này sau khi cùng một nọ vui vẻ mà tấn kiến hoàng đế bệ hạ hắn còn đi theo giáo chủ đại nhân và một vài quý tộc thương nhân quân nhân của quốc gia này du ngoạn ngắn nhìn danh lam thánh cảnh khắp nơi xem nghi thức duyệt binh của hải lục quân đại minh để bọn họ chính mắt nhìn thấy được sự giàu có và phồn hoa của thành kim đăng và sự hùng mạnh của quân đội đại minh sự giàu có của thành kim lăng và cảnh đẹp mười dặm tần hoài mê hoặc những người phương tây kia đến thần hồn điên đảo hô to đã đến thắng cảnh thiên đường mấy chiếc thuyền to mấy quả lợi pháo toàn bộ vũ trang trang bị hỏa khí của quân đội đại minh đã khiến cho những quý tộc tướng quân vốn mang theo chút kiêu ngạo khoe khoang cũng phải không kiềm lòng được mà hạ thấp sự kiêu ngạo lại dương lăng khẳng khái hứa với bọn họ cho phép bọn họ tùy ý xây dựng giáo đường truyền bá giáo lý ở thiên đường thắng địa như vậy bao gồm cả nhiều thành thị hơn nữa càng làm cho những người truyền giáo này mừng rỡ như điên nhưng liên tiếp mấy ngày, Dương Lăng chỉ thịnh tình khoản đãi, ngânh tiếp du ngoạn mà không hề mở miệng đề cập chuyện giao dịch thương mại giữa đôi bên, lại khiến cho thần trí của đại giáo chủ Lạp Mã Lý Áo và nhóm quý tộc hơi tỉnh táo lại, bắt đầu có chút nóng vội bất an. Dù sao thì nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là có thể xây dựng quan hệ thương mại qua lại với quốc gia hùng mạnh giàu có này của Phương Đông, bọn họ hoàn toàn không phải là khách tham quan, mà Dương Lăng, một vị đại thần quan trọng của quốc gia Phương Đông này, hãy như hoàn toàn không để ý đến việc này điều làm sao có thể không khiến cho bọn họ nóng vội vô cùng đây? Thật ra Dương Năng cũng vui mừng phát điên đối với việc bọn họ kịp thời đến đây, bởi vì bọn họ mang đến ba món đồ quan trọng nhất có thể giúp cho Đại Minh tung bay. Nhưng bây giờ rất rõ ràng là chính bản thân bọn họ không hề ý thức được, vậy thì Dương Năng không cần thiết phải tỏ ra gấp gáp như vậy, khiến cho những vị khách đến từ nơi xa này không nhìn được nữa mà chủ động đề cập đến chương trình giao dịch của hai bên, thì có thể đạt được những lợi ích tốt nhất trên bàn đàm phán. Bây giờ bên trong Đại Minh đã an ổn tiếng nói phản đối cải cách khắp chiều đã cực yếu rồi đại minh bây giờ có thể từng bước tiến lên con đường thương nghiệp hóa công nghiệp hóa dương năng chỉ cần củng cố mục đích này và thúc giục phát triển quá trình này vậy thì hắn có thể chính mắt nhìn thấy chiếc chiến hạm phương đông lớn này đi lên con đường đúng đắn quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập 228 của ngược về thời minh hẹn gặp lại quý vị cô các bạn trong tập 229.